Hello cả nhà, hôm nay là ngày lễ của cha nên mình đã dẫn ba với mẹ mình đi ăn đồ Hàn Quốc. Và sau đó thì có những lời giải thích về cái video một ngày làm việc của ba mẹ mình. Hello. Ok, giờ ba mẹ muốn ăn cái gì? Ăn như cũ à, y như cũ hả? Ăn như kỹ á. Ăn như kỹ. Chào cả nhà, cái video lần này á, là mình muốn á, là nói về giải thích về những cái điều mà mọi người thắc mắc ở trong cái video vừa rồi. Thì đây là ba mình, như các bạn đã biết, ba chào và mọi người đi. Xin chào, hello mấy bạn. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Có mọi người có thắc mắc là tại sao bên Mỹ lại khổ như vậy. Thật ra ở đâu cũng khổ, Mỹ cũng không phải là thiên đường. Ở đâu cũng không phải là thiên đường, trừ khi là mình chết đi mình mới được lên thiên đường thôi. Chứ ở đâu cũng phải làm, có làm thì mới có ăn. Video đó thì mình nói về là những cái thời gian đầu tiên mà ba mẹ mình mới qua Mỹ. Thì cái đó là những cái khó khăn, không biết đường đi, không biết lái xe, không biết làm việc gì. Những cái đời sống hàng ngày ở bên Việt Nam là bây giờ qua đây là hoàn toàn thay đổi. Nên mới qua thì vẫn chưa có thích nghi được với cái cuộc sống mới. Nên có những cái sự việc xảy ra như vậy. Ví dụ như đi làm, có người nói là như con nó xạo là như ba đi làm mà nó không cho ba đi toilet, là ba giải thích giùm con được không? Ngày đầu tiên mình qua Mỹ mình đi làm cái hãng của Samsung này đông lắm, nhưng mà khi vô đứng đó thì mình không biết, vì mình không tưởng tượng được là mình đã làm cái gì được, phải không? Cô rồi hắn cũng chỉ cho mình làm đứng là bẻ mấy cái hộp giá, mấy cái tem đó đó. Rồi cái giờ từ mắt toilet thì chưa biết nói ai, toàn xung quanh toàn mẹ với Mỹ không à, trời ơi trời. Cuối cùng mà nín quá cũng làm thôi, kệ cha, mình phải tìm đường mà đi tiểu. Nói trường không biết thì sao đây, rứa mà cũng chịu khó nín đế. Lúc mà bắt đầu mà chuông á, người ta giả lao á, mới chạy ra ngoài kia, cái thấy người ta đi vô mình cũng đi vô, họ cũng tiểu mình cũng tiểu, thật sự như vậy. Đó lần đầu tiên là mình qua Mỹ mình làm cái hãng Samsung này á, thì có khoảng tuần sau là mình rành liền, mình biết liền. Mặc dầu nó mình không biết tiếng nhưng mà thấy hắn làm ra răng là mình làm vậy y chang luôn á. Chứ không phải là họ không cho đi tiểu. Không cho họ cho đi, nếu sao mình mới biết này. Nếu mình cần đi thì đi restroom á, là mình phải nói cái thằng là leader á, là you have restroom, là cũng ok liền. Nhưng mà mình mới qua mình có nhớ đâu, có biết cái gì đâu. Nhưng mà rồi làm một tuần đến vài ba tháng sau là mình biết hết. Nhưng mình cũng nói thật sự ra, nói thậm chí nhiều khi mình cũng không rành nữa, mình mặc cái áo mà đứng mình cà nữa, cái bàn nó lủng cái lỗ chỗ cái lỗ trúng này nè, mình đi vô hắn chặn lại, hắn cho vào, thằng bọn vệ hắn cho vào, hắn nói du mình cũng không hiểu, nói là đứng đó để làm gì nữa, nó không chặn cho vào. Thì chập lâu đó, có người ra mắt mình vào là biểu mình cởi cái áo ra, đưa cái áo mới cho mình mặc. Đó là lần đầu tiên là mình làm là ở Samsung đó, nhưng rồi cuối cùng cũng làm được 2 năm. Ok. Rồi á, có nhiều người nói tại sao nói về Việt Nam mà bây giờ vẫn chưa có về. Trời ơi, tôi về Việt Nam tôi mừng chết. Nói thật sự bây giờ là mua vé máy bay đã mắc này, mà về Việt Nam á
là trong thời điểm nào cách ly thì ai mà về. Cái thứ ba là mình trong thời điểm này mình đang bảo lãnh là một đứa con gái và một cái thằng con đã là làm 6 bước rồi, chỉ chờ là phỏng vấn ở Việt Nam là đi thôi, rồi qua đây rồi mới sắp xếp rồi chắc phải về thôi. Mặc dù là mình làm được 6 năm rồi, nhưng là cái tuổi của mình là đề thai được rồi, nhưng mà mình chưa đủ thì cũng tính toán về Việt Nam. Cảm thấy là sống Việt Nam mà cảm thấy không thoải mái thì qua nó có gì đâu, mình có điều kiện mà mình có quyền lựa chọn chứ. Đúng rồi đó, nếu mà ba về Việt Nam ba thấy không thích hợp thì ba có thể ở đó mấy tháng thôi rồi ba qua lãnh như mùa đông bên này thì ba về Việt Nam cho nắng ấm, rồi khi mà thấy không hợp quá thì ba lại quay về Mỹ thôi. Cái đó ba có quyền lựa chọn mà, đâu có ai bắt buộc đâu. Chứ còn mà nói chừng là nói và bà nói mình nói là mình chê Mỹ là không có chê, Mỹ là tuyệt vời. Mỹ mà già riêng cũng còn mướn làm mà. Thấy không? Con thấy không? Có nhiều trung hãng á, có anh già đó là đã đề thai rồi đó, người Việt Nam đó, 70 tuổi, 70 mấy tuổi rồi. Mà anh còn nói một cái câu ngang với ớn ăn nữa chứ. Anh nói đi, tôi có chết thì chết ngay cái hãng đi. Có hỏi tại sao là chú không có nghĩ cho khỏe. Tuổi thì đã già rồi, đi chân bước chân ráo đi, té lên té xuống mà cũng ưng làm chứ không, tôi chết là chết hẳn đi à. Tôi ở nhà tôi chán lắm. Mà thật sự ở đây, nếu thật sự ở Mỹ mà không đi làm, ngồi trong nhà thôi, đi ra không có ai hết. Lằng quằng rồi cũng đi vô đi ra cũng mệt lắm, chỉ có về Việt Nam mình còn có này, còn mẹ này, còn có anh em này. Đó là lúc có đám giỗ đám đồ đi cũng vui. Đó, mình thích chứ thôi, chứ còn nếu mà mình ở mình về Việt Nam thì mình cũng phải nói là giàu thì không giàu, chỉ có đó, cơm ăn ngày ba bữa chấm với rau với cái mắm là ok thôi. Đầu mà ba mẹ mình bước chân qua Mỹ thì đó là những cái khó khăn ban đầu, là không biết lái xe, không biết tiếng Anh, không biết làm việc gì, và cái cuộc sống nó thay đổi rất là nhiều nên nó có những khó khăn mà xảy ra. Mình thấy ba mẹ mình đi làm lớn tuổi rồi đi làm sớm rồi trời mưa trời nắng nên mình cảm thấy mình rất là thương, nên mình mới nói lên để cho những người bên Việt Nam cũng có người thân bên này hiểu được cái cuộc sống bên này cũng không phải là dễ dàng gì mà có được đồng tiền. Cái công việc của ba mẹ mình là ở hãng làm á, cái hãng của ba mẹ mình nó không có phải là nó tệ giống như vậy đâu. Trong hãng vẫn có nhà ăn, nhưng mà tại vì Covid thì và với lại mình là người ở ngoài nên mình không được vào trong nên mới ngồi ở ngoài ăn cơm. Cơm nó cũng phải là cơm hộp, cơm nó là do mình nấu. Đem vô để mời mấy cô mấy chú trong hãng của ba mẹ mình ăn. Còn những người mà thích ngồi ở ngoài đó là do là mấy người là thích hút thuốc nè, rồi những người làm trong phòng máy lạnh nhiều quá, không có vitamin D, không có đủ vitamin D nên phải ra ngoài phơi nắng. Chứ thật ra không phải là làm ngoài ruộng ngoài đồng rồi nắng non như vậy đâu. Rồi mẹ lão nói gì đâu? Người chị thấy người trên xe họ đi xong rồi về mà tôi tổng thấy một cái bóng người ra ngoài nhà để nhìn tôi. Bên Mỹ thật là chán, thật là ghê sợ, nhưng rồi cũng cố lên thôi chứ biết làm sao chứ. Ra đi là đã là quyết tâm đi rồi, mà qua tới nơi rồi lại về để cho bà con họ cười thì cũng kỳ quá đi. Tôi kệ rác mà, chứ bây giờ tôi ráng 6 năm rồi đó bà. Tiếng thối lượng nàng. Nhưng mà thiệt 6 năm rồi tôi ghê quá. Thôi mà giờ trừ nói thôi, tuổi lớn rồi, sức khỏe nó không còn nữa, hình thức bề ngoài thì thấy nhìn nó chắc chắn rồi, chứ nội thất bên trong nát bét hết rồi. Hôm nay là bác bạn phải thông cảm. Okay. Chào các bạn, hẹn các bạn là câu chuyện sẽ kể sau này. Còn nhiều điều thú vị mà. Các vị chưa hiểu, tôi đi qua bên Mỹ mà 2 lần cảnh sát Mỹ gọi, mà tôi không biết cái gì hết á.
cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian coi video của mình. Please like, share and subscribe kênh channel của mình nha. Hẹn mọi người vào những video kế tiếp. Bye 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 bye.